Trang, bạn của mình đang muốn mua nhượng quyền GS25. Vậy hôm nay hãy cùng phân tích có nên hay là không nhé. GS25 là chuỗi cửa hàng tiện lợi đến từ Hàn Quốc. Họ có chính sách nhượng quyền những điểm ổn định 6 tháng với mức doanh số từ 18 đến 22 triệu trên một ngày. Số lượng điểm này sẽ có hạn. Đây là thông tin Nubi được chia sẻ Trang. Toàn bộ những chính sách của họ đưa ra như sau. Chi phí đầu tư, Trang đầu tư 100%. Chi phí đầu tư được tính trên chi phí khấu hao còn lại mà GS25 sử dụng trước đó. Toàn bộ tài sản sẽ thuộc về Trang. Chia sẻ lợi nhuận gộp, GS25 và Trang sẽ chia sẻ trên lợi nhuận gộp bằng doanh thu trừ đi giá vốn hàng hóa. Hàng hóa thì Trang sẽ mua hàng hóa của GS25 và bán cho người tiêu dùng theo giá niêm yết của GS25. Tiền thuê mặt bằng do GS25 chi trả. Các chi phí vận hành khác còn lại của cửa hàng do Trang chi trả, ví dụ như nhân sự, điện nước, chi phí hủy hàng, chi phí thất thoát hàng hóa và một số chi phí khác. Tiền mà GS25 sẽ hỗ trợ 50% chi phí hủy hàng mỗi tháng nhưng không vượt quá 10 triệu đồng và hỗ trợ chi phí tiền điện mỗi tháng theo điều kiện tối thiểu doanh thu một nhưng không vượt quá 12 triệu một tháng. Vậy nếu quyết định đầu tư thì Trang sẽ có khả năng thu về bao nhiêu tiền trong một tháng? Theo kịch bản lý tưởng nhất, doanh thu 20 triệu nhân với 30 ngày tức là 600 triệu đồng một tháng. Biên độ lợi nhuận 35-40% là 220 triệu lợi nhuận gộp. Trang sẽ được tầm 110 triệu tự chi trả chi phí tối thiểu sau đây. Nhân viên một cửa hàng trưởng 8 triệu, 6 nhân viên full time nhân với 6 triệu rưỡi bằng 39 triệu, tổng là 47 triệu của nhân viên. Thuế đâu đó sẽ là 5 triệu, chi phí quản lý hệ thống của tính là 6 triệu. Chi phí trong chương trình khuyến mại tính tượng trưng 1% là 6 triệu. Ngoại giao vệ sinh 2 triệu, chi phí hủy hàng được hỗ trợ còn 3 triệu. Tiền điện thì còn 5 triệu, thất thoát tính dưới 1,8% là 7 triệu, tiền nước 1 triệu, khấu hao 5-7 triệu, tổng chi phí sẽ là 87 triệu. Vậy thì lợi nhuận còn lại của Trang là 110 triệu trừ đi 87 triệu còn 23 triệu. Vậy theo điều kiện lý tưởng nhất Trang có thể thu về 23 triệu một tháng. Theo mọi người thì mình nên khuyên Trang đầu tư hay không?